Ok, cùng mình đến với phần 8 của những dự án có thể làm được với bộ Arduino ProKit nha. Phần 8 này chúng ta sẽ làm một mô hình phao nước tự động. À, thời buổi 4.0 rồi, làm gì thì cũng cần đến tự động hóa đúng không anh em? Ok, ở đây ly nước này mình sẽ ví là một bể chứa nước ha. Ở đây mình sẽ dùng một chiếc bơm như này để mà bơm nước từ bên này sang bên này nếu mà nước bên này rút hết nhé. Rồi, như bạn thấy thì ở đây cảm biến đang báo là mực nước đang ở 100%. Giờ mình sẽ thử cho nước bên trong cái bể này ra để xem bơm có tự động bật để tiếp nước cho bể không nhé. Rồi, phần code của mô hình này các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình hoặc là có thể tham khảo trên EnSoftVN nha. Giả sử như bạn gặp khó khăn hoặc là có những thắc mắc gì về đấu nối này, về code này thì có thể hỏi trực tiếp đến kỹ thuật viên thì sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Ok, để làm một mô hình phao nước điện tử, đầu tiên bạn sẽ cần chuẩn bị tất nhiên không thể thiếu là một Arduino Uno rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ cần đến một LCD 16x2 như thế này. Tiếp đến là một module relay 5V. Tiếp là nhân vật chính của dự án này, module cảm biến siêu âm. Và cuối cùng chúng ta sẽ cần đến một chiếc bơm như thế này. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua một tí về em cảm biến siêu âm này ha. Sử dụng nguyên lý phản xạ sóng siêu âm gồm một bên phát và một bên thu về. Đây, khi tia của bên phát gặp vật cản thì sóng sẽ dội về cho bên thu và nhờ vào thời gian chênh lệch giữa phát và thu thì sẽ tính toán ra khoảng cách cho chúng ta ha. Vậy là chúng ta đã đi qua những ví dụ rất là đơn giản nhưng mà thực tế cho các bạn học tập này, cho các bạn thực chiến với bộ Arduino BlueKit ha. Nếu mà các bạn có khó khăn này, có thắc mắc hoặc là có những dự án nào mới với bộ Arduino BlueKit nói riêng và học với Arduino nói chung thì để lại phản hồi cho mình biết với nhé.